Nên là sau cái đầy lượt đấy bọn tôi bây giờ có nhiều kinh nghiệm. Đây rồi. Ừ. Một. Này. Các bạn có biết cái ông vua gì mà sờ đâu là vàng đấy không? Các bạn nào biết không? Chắc nhiều ông không biết đâu. Đọc nhiều chuyện cổ tích vào. Ông vua gì mà sờ đâu là vàng ở đó đấy các bạn. Tôi nghĩ để đấy là cái mấy kiếp trước của tôi rồi ấy. Thề luôn. Yo, hello anh em nha. Hello mọi người. Đây rồi, rương cực phẩm FO4. Rương.fo4.garena.vn. 5 củ được gói lại được 8. Ui, mặn thế. Tôi xem nào. Rương của tôi là rương xịn hay rương đẻo ấy? Ừ, như rương xịn thì phải. Mua đủ 3 vật phẩm nhận ngay. Ồ. Wow. 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 Vãi lìn nhờ. Cao vậy. Hình như toàn nay test gói này rồi thì phải. 3 gói mà toàn hình như đéo ra được cộng 8 nào thì phải. Mà nếu như trong trường hợp mà anh em mà xài cái phiếu này thì anh em mất 3 củ nhờ. Được ấy chứ. 3 củ nếu mà anh em nào máu chiến chơi thì... Ủa, 3 gói này mà có 3 củ chứ. Đấy chứng tỏ là rate thấp. 6.000 FC à? A few moments later. Nhưng công nhận là giờ trong Nam phải đeo khẩu trang phải căng thẳng phết nhờ. Ngoài Hà Nội bọn tôi. Đây rồi. Ôi, có ông ở nước ngoài gửi kèo nè. Mở rương cộng 8 rồi nè. Sáng giờ chưa ai báo cộng 8 á. Tại vì tôi chưa mở kèo thôi. Các bạn bình tĩnh. Tại vì tôi chưa mở kèo. Tôi vào, tôi sờ tay vào là nó khác nha. Japan 24042018. Đây, bạn này đến từ Nhật Bản này. Yui Mikami này. Đúng không? Bạn này số này chắc ở Nhật Bản rồi đúng. Rồi. Ui. Còn giã cả tí siêu phẩm nữa cho nó tròn tiền hả bạn? Căng vậy. Thôi, anh em cứ bình tĩnh, anh em Hà Nội anh em trong Đà Nẵng bình tĩnh, anh em Hà Nội đợt nọ bọn tôi ấy là cũng sợ cũng hoang mang rồi. Nên là sau cái đầy lượt đấy bọn tôi bây giờ có nhiều kinh nghiệm. Đây rồi. Ừ. Một. Này. Nào. Ô, vít đâu bạn? Ui, còn 7.000 nữa. Mà chơi nhiều phải mua cái vít đi chứ bạn. Trời ơi. Mua cái vip đi chứ. Nhớ bây giờ nhớ đâu mình mở cho các bạn con 100 tỷ hay sao. Bạn bán thì bạn nhận tiền chứ. Ủa. Sao nhiều beo rố vậy? Nắm bắt rô vậy. Nhiều giá xin quá. Nhiều xét trên cô. Ui ông này kiểu ôm hàng à. Ông này ông nào ấy. Đúng không? 81 ở Nhật đúng không? Căng thẳng vậy. Thôi cứ mua 3 ngày nhớ người ta không chơi nhiều sao. Ví dụ như người ta một tháng người ta chỉ mua bán mấy lần thôi. Các kiểu cũng được à. Ui nhìn cái đội này này. Nhìn này là mình lại nhớ thằng bỏ ra bạn đây. Được bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5. Đam mê đập thẻ anh ơi. Ấy xời kinh. Thế là đập lên được đúng mỗi con can tê thôi đúng không? Chưa đập lên nhiều. Thôi được rồi. Hôm nay anh sẽ cứu chú. Thích màu vàng đúng không? Nhưng mà tại sao Garena lại bán gói này nhỉ? Trong khi gói này hiện đang nằm ở cái mốc rất là cao. Anh em ơi, anh em vào đây rồi, anh em cho Quang xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em đến đây là chỉ có xem những pha mở thẻ nhất người thôi.
toàn là vàng, vàng nguyên chất. Số 77 à? Ơ, chín cáo. Trời, hôm nọ anh mới bán chú mà chú lại xuất hiện đây là chín cáo. Trời, chín cáo đã hay lắm. Vừa hôm nọ đập lên cộng 5 bán xong, hình như sau bài PR của anh em lên giá phết còn gì nữa. Gặp lại người quen không ạ? Lâu lâu chín cáo nó ra nó chào cái. Tiếp nào. Sanchez. Trời ơi. 94. Các bạn cứ bình tĩnh. Các bạn có biết cái ông vua gì mà sờ đâu là vàng đấy không? Các bạn nào biết không? Chắc nhiều ông không biết đâu. Đọc nhiều chuyện cổ tích vào. Ông vua gì mà sờ đâu là vàng ở đó đấy các bạn. Tôi nghĩ để mà đấy là cái mấy kiếp trước của tôi rồi ấy. Thề luôn. Wijnaldum chỉ số 100. Đấy, các bạn biết chưa? Trời ơi. Nào, người ta nói là phải có chứng minh đúng không? Hay là chứng minh luôn nhỉ? Rồi, Lukaku à? Cu là có điểm gì không? Cu ý nó là gói sau sẽ ra cu đúng không? Rồi, phải làm vậy thôi. Mỡ! Ai? Đây bê! Amelie quét ta rồi! Vàng dương làm chưa? Ui, Chelsea luôn! Ui! Bú! Ê! Con cháu! Chelsea rồi! Thế là có cộng 7 rồi, có cộng 6 rồi. Chỉ thiếu cộng 8 thôi. Nhẫn ra bây giờ thử tháo hết rồi nè, bây giờ tay mình đeo vàng nó đéo hợp lý nhở. Các bạn biết tại sao mình lại mở bài này không? Bài này là bài Hero Tonight, nghe ra bài này là tôi sẽ nhớ Ronaldo đờ đi ma. Và gói quyết định 90. Mở. Chelsea auto ngon luôn. Ỉ cái quán này rết thấp à?
6.5 hours later. Thầy hôm trước vừa đấy có ông nhớ cái clip mà còn 500.000 không? Hôm đó là hết sạch tiền luôn, thế là vay ông anh 5 triệu để chơi để ăn tiêu. Đấy. Mà dạo này toàn ăn rau à? May là ăn rau nó cũng đỡ tốn à. Coi như hôm nay mình đi ăn thịt đi. SC còn mua 678 ạ. Ui. Các bạn biết cái này là nghĩa là gì không? Các bạn biết nghĩa là FC sau khi mua 678 là gì không? Là mở ra cộng 6, mở ra cộng 7 và mở ra cộng 8. Không thể tin được. Mở thầy Rick đi. Rick là giàu. Mở. TT Simba. Ừ. Ơi 104. Ồ, chỉ số 89. À ôi. À. Mở. Cứ phải có những kèo mẹ hóa vàng nổ tung bành nó mới chịu cơ. Nhìn cái gì chưa? Eric Cantona thế là phát này sẽ mở là người Pháp. Rồi. Ai nào? Ai đây? 8 năm trở lên là ngon rồi này. 8 năm là cộng 8 là chắc chắn từ 100 trở lên. Hả? Con có nhận ra được ai không? Nhìn giống Overma. Ozin à? Ozin mùa gì? TT, khả năng cao TT rồi. Tím. Ozio là hình như là cũng 87 hay 89 đấy. Chả nhẽ bây giờ lần thứ hai mình lại không làm được. 104. Mà con cộng 7 mày chơi bị dễ. Mẹ. Ai là cộng 7? Đéo hiểu kiểu gì luôn à. Mãi lên luôn. Và chúng ta sẽ đến với gói ngon nhất trong tối ngày hôm nay. Mở. Ai đây nào? Marcelo, đéo quan tâm cậu tá là được. Nó còn rất chỉ dối cả hai con kia nữa. Alo, từ từ đã. Giao kính rồi. Anh em ơi, có ai thấy 3 triệu của tôi đâu không? Tôi tìm nãy giờ đéo thấy 3 triệu đâu không ạ? À? Rời đâu mất rồi, đeo kính không đéo nhìn thấy luôn. Có ông nào nhìn thấy 3 triệu của tôi không?